Giáng sinh đang cận kề, năm mới sắp đến. Ngày Giáng sinh 25 tháng 12 năm nay sẽ là cột mốc lớn đối với cả người Nga, người Ukraine lẫn châu Âu khi cuộc xung đột vũ trang tròn 10 tháng với những thiệt hại, tổn thất lớn chưa từng thấy ở châu Âu kể từ sau Thế chiến 2. Cũng trong 10 tháng đó, Tổng thống Putin đã có nhiều điều chỉnh quan trọng về chiến lược để sát hơn với thực tiễn chiến trường và giành chiến thắng theo góc nhìn của họ. Đối với châu Âu, đây cũng là Giáng sinh lạnh lẽo nhất từ trước đến nay bởi không có đủ điện để trang hoàng và khí đốt để sưởi ấm. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Tổng thống Putin không còn đặt nặng mục tiêu vào Kiev, châu Âu đón Giáng sinh lạnh lẽo nhất. Về phía Ukraine, hàng chục ngàn người có thể đã tử vong do cuộc xung đột. Hàng triệu người mất nhà cửa, phải di rời chỗ ở. Ukraine đã mất nhiều cơ sở hạ tầng điện lực, khiến người dân nước này sẽ phải trải qua một mùa đông lạnh giá đầy khó khăn. Về phía Nga, họ đối mặt với nhiều khó khăn trở ngại. Họ đã không thể đánh chiếm thủ đô Kiev nhanh chóng như kế hoạch ban đầu. Sự giằng co giành quyền kiểm soát giữa hai bên ở nhiều khu vực Donbass ngày càng quyết liệt. Gần đây, Nga đã phải tạm rút khỏi hữu ngạn sông Dnepr, bao gồm cả thành chiến Kherson chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin đã bổ nhiệm một viên tư lệnh mới cho mặt trận Ukraine, đó là tướng Sergei Surovikin. Tướng Surovikin tỏ ra cứng rắn và có năng lực. Một trong các hành động đầu tiên mà ông áp dụng khi đảm nhiệm chức vụ mới là mở một chiến dịch không kích quyết liệt nhằm phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tướng Surovikin đã phát triển chiến thuật này trong quá trình chỉ huy các lực lượng của Nga ở Syria. Ông chịu trách nhiệm về việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson, nhưng cần lưu ý rằng cuộc rút lui này được tổ chức và tiến hành khá chủ động và suôn sẻ. Việc tướng Surovikin được bổ nhiệm vào vị trí tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine là dấu hiệu cho việc Nga tiếp tục điều chỉnh chiến lược của mình ở Ukraine cho phù hợp với tình hình mới. Không chỉ vậy, hôm 18 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức những cuộc họp kéo dài với các tướng lĩnh quân đội cấp cao chịu trách nhiệm giám sát cuộc xung đột tại Ukraine, lắng nghe đề xuất của họ về việc nên tiếp tục chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine như thế nào. Dường như Tổng thống Putin không còn đặt nặng mục tiêu giành quyền kiểm soát thủ đô Kiev nữa, mà đặt niềm tin vào việc nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với 4 tỉnh Ukraine mà Nga vừa mới sáp nhập, gồm Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia. Tướng Surovikin đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện các kế hoạch này. Tổng thống Putin có thể đang tính toán rằng khi chiến sự kéo dài và mùa đông tới, châu Âu sẽ ngừng cung cấp cho Ukraine lượng lớn viện trợ để đổi lại việc có thể khôi phục hoạt động nhập khí đốt của Nga. Khi sự ủng hộ của phương Tây cho Ukraine giảm đi, Nga sẽ dễ bề mở một cuộc tiến công mới. Khi bổ nhiệm tướng Surovikin, Tổng thống Putin trông đợi vào năng lực của viên tướng này trong việc tái tổ chức lực lượng quân đội theo hướng hoạt động mềm dẻo, nhất quán và hiệu quả hơn. Tất nhiên, các thử thách mà ông Surovikin đối mặt là rất lớn, nhưng ông đang nỗ lực thống nhất lực lượng quân sự Nga trên chiến trường Ukraine dưới sự chỉ huy của mình. Gần như chắc chắn, tướng Surovikin sẽ vạch ra các kế hoạch tác chiến có sự tập trung rõ ràng, khác với các cuộc tiến công dàn trải binh lực trước đây của quân Nga. Nếu Ukraine muốn giữ thế thượng phong, họ buộc phải dự đoán được các ý đồ chiến lược của tướng Surovikin, đồng thời duy trì sự ủng hộ của phương Tây, nghĩa là họ phải tiếp tục đổi mới sáng tạo trên chiến trường. Đối với những ai theo dõi sát chiến sự Ukraine, sang năm 2023, nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục nhiều chiến thuật chính trị và quân sự mà họ đã áp dụng khá thành công trước đó. Điển hình như Nga sẽ tiếp tục hoạt động thông tin để ngăn các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia trung lập khác tham gia vào các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Chính quyền Nga cũng sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết
để đảm bảo người dân ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Hoạt động dân vận này sẽ đặc biệt quan trọng trong tình huống Nga cần thực hiện tuyển thêm lính nghĩa vụ để bổ sung nhân lực cho quân đội. Tương tự, Tổng thống Vladimir Putin được dự báo sẽ duy trì cuộc chiến năng lượng. Theo đó, Nga sẽ tiếp tục ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu nhằm gây áp lực khiến Liên minh châu Âu ép Kiev đồng ý với một lệnh đình chiến khi nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông này. Bên cạnh đó, Nga có thể sẽ đẩy mạnh tấn công vào nguồn cung năng lượng cho Ukraine. Việc các trạm điện Ukraine bị tấn công không chỉ làm xáo trộn cuộc sống ở đây mà còn khiến Ukraine mất đi sự trợ giúp của nước ngoài. Rốt cuộc, các nhà đầu tư nước ngoài ít khả năng sẽ quay trở lại quốc gia Đông Âu này khi họ không còn nguồn điện ổn định, đáng tin cậy. Ngay cả khi các cuộc tấn công đó không cản bước các nhà đầu tư vào Ukraine, thì đất nước này vẫn hứng chịu tổn thất lớn về kinh tế theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như việc họ không tiến hành được hoạt động xuất khẩu điện từ tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, chiến lược của Nga sẽ có những nhân tố mới và tướng Surovikin đóng vai trò quan trọng trong các thay đổi đó. Tướng Surovikin có lẽ là viên chỉ huy quân sự đầu tiên được Tổng thống Putin ủng hộ một cách rõ ràng. Trong một bài phát biểu gần đây, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng nhà lãnh đạo Nga hiện nay đã được cung cấp nhiều thông tin hơn về hoạt động hàng ngày của các lực lượng vũ trang Nga. Khi ấy, ông Putin có thể sẽ chú ý nhiều hơn vào các vấn đề phi quân sự, còn ông Surovikin sẽ có quyền tự chủ nhiều hơn trong các chỉ đạo tác chiến. Dự báo, tướng Surovikin sẽ tận dụng quyền tự chủ đó để tích hợp hơn nữa các hoạt động của lục quân và không quân Nga. Không tham chiến trực tiếp trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, tuy nhiên, với việc cung ứng vũ khí, hỗ trợ tài chính cho Kiev, cùng với việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Moscow, châu Âu giờ đây dường như đang hứng chịu đòn gậy ông đập lưng ông, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trầm trọng và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, lạm phát tăng cao. Giảm đèn trang trí, giảm giờ chiếu sáng, thậm chí là giảm nhiệt độ sưởi ấm, vân vân. Đó là muôn vàn cách châu Âu đang thực hiện để tiết kiệm năng lượng. Giáng sinh năm nay diễn ra trong không khí trầm lắng bởi màu sắc bớt lấp lánh hơn mọi năm và bởi cái lạnh bao trùm. Châu Âu đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho một mùa đông không khí đốt của Nga, nhưng một số thành phố có thể sớm sống chung với cảnh cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng. Các chuyên gia cho rằng việc Liên minh châu Âu cùng các đồng minh trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 và Australia bắt đầu áp giá trần lên dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD trên một thùng từ ngày 5 tháng 12 sẽ khiến Moscow cắt giảm mạnh nguồn cung ra thị trường thế giới. Cuộc khủng hoảng năng lượng theo đó sẽ càng leo thang. Các chính trị gia địa phương cho biết họ vẫn phải củng cố tinh thần lễ hội để xoa dịu tâm trạng buồn bã của người dân trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine và chi phí sinh hoạt tăng cao. Muốn xoa dịu tâm trạng buồn bã của người dân, song chính quyền các địa phương trên khắp châu Âu vẫn phải kêu gọi hạn chế thời gian thắp sáng đèn. Khu phố mua sắm Oxford ở Anh dự kiến cắt giảm 2/3 mức tiêu thụ năng lượng bằng cách giảm độ sáng của đèn trang trí trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 23 giờ và lắp đặt đèn LED, loại đèn cần ít khoảng hơn 90% điện năng so với bóng đèn sợi đốt thông thường. Đại lộ Saint-Élysée ở thủ đô Paris, Pháp chỉ thắp sáng đèn đến 23 giờ 45 thay vì đến 2 giờ sáng như những mùa Giáng sinh trước. Cây thông chính ở chợ Giáng sinh tại Starbucks, chợ Giáng sinh lớn nhất nước Pháp, giảm đèn trang trí nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của giới chức thành phố này trong việc giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng tại các khu vực công cộng. Tình trạng tương tự diễn ra ở Đức và Italy, khắp nơi rút ngắn thời gian thắp đèn hoặc thậm chí không lắp đặt bất kỳ hệ thống chiếu sáng lễ hội nào nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng. EU đang đối mặt với tỷ lệ lạm phát ở mức cao kỷ lục 11,5% và nguy cơ suy thoái kinh tế. Thực trạng này làm đau đầu giới chức các nước trong và ngoài khối.
Tại Hungary, giá lương thực hồi tháng 10 tăng cao 45,2% so với năm ngoái, trong khi 10 quốc gia phía đông EU đối mặt với lạm phát giá lương thực hơn 20%. Ở Lithuania, giá lương thực tăng cao hơn 33,3% và con số này ở Latvia là 30%. Những người mua sắm ở Cộng hòa Séc phải vật lộn với giá đường tăng 105%, trong khi giá bột mì tăng 45,4% ở Ba Lan. Tại Đức, tờ Bild trích dẫn cuộc khảo sát của Viện Câu trả lời xã hội mới cho hay 23% số người dân ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ không mua quà Giáng sinh năm nay vì lạm phát tăng cao. 22% sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua quà và hơn 3% có thể phải vay nợ để mua quà. Tỷ lệ lạm phát của Đức đã tăng lên mức 10,4% trong tháng 10, đạt mức cao nhất lịch sử. Tại Pháp, chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra một số biện pháp để ứng phó với nguy cơ cắt điện trong mùa đông này. Ông Macron nói rằng nếu tất cả cùng phối hợp tuân thủ kế hoạch điều tiết điện đã được chính phủ thông qua, nghĩa là giảm khoảng 10% so với mức tiêu thụ thông thường, nước Pháp có thể vượt qua giai đoạn này, ngay cả với những tháng lạnh giá nhất là tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023. Có thể thấy một bức tranh mang gam màu xám xịt bao trùm lên toàn bộ lục địa già trong những ngày cuối năm và đầu năm mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế trên kênh YouTube của Báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.